Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em xin phép giới thiệu đến với mọi người một dòng loa kéo công suất lớn ở bên em ha. Đối với dòng loa này thì sẽ có một bát 40 và hai bát 30 thêm 4 chép và sẽ có hai loa chung nữa ha. Đối với dòng này thì sẽ có bản mạch là T450. Với loa này sẽ có giá là 11 củ nha mọi người. Bây giờ em xin phép giới thiệu về cấu hình của loa ha. Đối với dòng loa này thì trang bị ở giữa sẽ là một bát 40, từ là 190 và côn sẽ là 75 ạ. Và hai bên này thì sẽ là hai bát 30, từ sẽ là 170 và côn sẽ là 65. Ở phần trên này thì sẽ có là 4 chép 450 và ở giữa sẽ là hai loa chung 20 ạ. Ở trong thì được trang bị thêm một bình ắc quy 30. Đi kèm theo loa này thì sẽ có hai micro và đầy đủ phụ kiện nha. Đối với dòng loa này thì mình sẽ kết nối với dòng điện là 12V và điện trực tiếp, kết nối được với tất cả các phương tiện karaoke, đa phương tiện như là thiết bị điện thoại, laptop, TV, máy tính bảng vân vân ha. Anh chị nếu cần thì cứ hú em nha. Dạ vâng, bây giờ em xin phép test thêm một đoạn karaoke, xin mời mọi người cùng lắng nghe nha.